là quê ở Phú Bình. Trước kia thì em cũng có mất răng rồi, em cũng làm cầu răng rồi. Và bây giờ em quyết định đến nha khoa Thùy Anh là để cắm chân răng implant. Cái chân răng nhân tạo thì em cũng không thể hiểu là nó sẽ không ảnh hưởng đến hai răng kế bên nữa. Còn nếu mà làm cầu răng thì sẽ ảnh hưởng. Em tìm hiểu trên mạng thôi ạ. Em cảm giác là nha khoa Thùy Anh là uy tín và quy mô đầy đủ tiện nghi ạ. Em có xem trên Facebook ạ. Khi em đến nha khoa Thùy Anh khám và tư vấn được tư vấn ạ, là em cũng có thông báo cho gia đình biết, mọi người có ủng hộ em. Buổi đầu tiên thì bác sĩ có thăm khám cho em và tư vấn cho em các implant và thời gian làm. Trước khi thực hiện cái ghép chân răng thì em cũng cảm giác là rất là run, sợ đau. Buổi hôm nay thực hiện cái ghép implant thì em cảm giác là nó không có gì đau ạ. Chỉ bây giờ thì cảm giác nó tê thôi. Thế là trước khi em quyết định là cái ghép chân răng ấy thì em cũng tìm hiểu trên mạng, cũng xem YouTube các thứ, là cũng rất là sợ. Khi mà xem thì là họ có dùng cái khoan ấy, khoan vào cái xương hàm của mình, em cảm giác rất là sợ. Trước khi đến đây là rất là sợ, thì khi đến đây mà thực hiện xong ấy thì là em cảm giác là không có gì là đau, không không như cái suy nghĩ mình xem ở trên mạng. Khi mà đến nha khoa thì anh em cảm thấy dịch vụ ở nha khoa thì anh rất là tốt, chu đáo, nhiệt tình ạ.